hello xin chào các bạn thì uh, có nhiều bạn hỏi mình là anh văn ơi ở tiệm anh văn xài uh, dipping powder gì có nghĩa là bột uh, bột màu gì thì uh, bây giờ mình sẽ chia sẻ về uh, bột ở trong tiệm nail của mình và cái lý do tại sao mình xài cái bột này các bạn nhé một lý do rất là đơn giản tại vì nó rẻ ở đây mình có bột DND uh, các bạn DND là của một công ty uh, người Việt Nam mới ra DND ok còn uh, cái bột này là Cushio Kusio còn cái bột này là ANC đúng không? ANC. Còn cái bột này là Clemor, Clem Glam, Clem Click không bột này là à uh, Pro Deep. Còn cái bột này là SNS uh, nu Còn đây là vitamin quá trời hiểu luôn OPI. Vitamin. Còn đây là Color Club. Còn kia là Kiara Sky. Đó, đó Envy. <laughs> quá trời quá trời bột luôn các bạn ơi thì à, đây là một cái kệ đựng bột của mình không còn bên kia là kệ đựng treo để để mình nói từ từ cho các bạn biết ok thì à, hồi xưa khi mà bột bột nhúng á, bên bên mỹ gọi là dipping powder bột nhúng mới cái đời đó các bạn thì cái công ty đầu tiên ra đời là công ty sns các bạn nhé SNS đây là cái công ty bột nhúng đầu tiên ra đời không? Người Mỹ họ xài á là họ toàn là hỏi là SNS không à. Nhưng mà nhưng mà cái bột SNS này nó dính vào một cái một cái vụ kiện cái các bạn. Là hồi xưa cái bột SNS này nó ra một cái hũ nhỏ và một cái hũ bự các bạn, cái hũ bự này. Ha. Thì ở bên Mỹ này khi mà các bạn ghi là 2 ao thì các bạn phải các bạn phải đông đúng 2 ao. Nhưng mà tự nhiên có một ông Việt Nam nào ông rảnh các bạn, ông mới đổ cái hũ bột ra ông ông cân á. Thì cái hũ này nó nó ghi là 2 ounce các bạn. không? Cho nên ghi 2 ounce nhưng mà khi mà đổ ra nó chỉ có một chấm rưỡi ao thôi có nghĩa là cái công ty sns này nó ăn chặn nửa ao các bạn thì uh, nó bị nó bị người ta kiện là giống như là lừa gạt khách hàng các bạn ha nói chung là cái vụ đó cũng rất là lầm xầm và nó 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 cũng bị mang tai tiếng là giống như là không có chân thật các bạn ok thì uh, sau đó một cái công ty cạnh tranh khác nữa đó chính là anc các bạn công ty anc này ra đời ha thì uh, các bạn biết không tại sao mình lại mua sns và mình mua anc các bạn thì cái hũ SNS này á, một cái hũ nhỏ như vậy đó nó cái giá của nó bằng một cái hũ lớn này à, cho nên mình phải mua cái hũ lớn này sẽ nó rẻ hơn nói chung là nói chung là tất cả những cái màu này á, nó đều giống nhau cả nhưng mà cái giá tiền nó khác nhau tại cái thương hiệu các bạn cái thương hiệu à, một cái hũ nhỏ của SNS á, nó bằng với một cái hũ lớn của ANC nếu mà nhưng mà các bạn lựa chọn thì dĩ nhiên các bạn sẽ sẽ phải lựa hũ lớn rồi đó thì à, hồi xưa khi mà bột nhúng nó mới ra đời đó người người ta chưa có xài nhiều bạn người ta chưa có xài nhiều bây, như bây giờ đâu với lại nó chỉ có bột hai công ty thôi cho nên SNS và ANC là hai cái công ty mà cái giá nó 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 phải chăng nhất thời bây giờ các bạn sau đó thì à, công ty obi công ty obi cũng cũng nhảy vô bạn thì à, công ty obi là một công ty khá là nổi tiếng ở bên mỹ cho nên cái hũ bột nhúng của nó đó cái giá nó cũng hơi chua chát hơn hai cái công ty này chút xíu nhưng mà mình cũng phải mua tại vì khách nó nó muốn xài cái thương hiệu nổi tiếng nó nó giống như là điện thoại samsung và điện thoại iphone vậy không ai cũng muốn xài iphone nhưng mà giá iphone nó mắc quá ok thương hiệu thương hiệu nổi tiếng mà ok thì công ty opi ra đời các bạn thì bây giờ là coi như là bột nhúng nó bây giờ nó đang là lấn át thị trường không bây giờ là công ty bột nhúng nó nó gọi là thịnh hành không khách nó vô là nó đòi bột nhúng thì bây giờ công ty SNS này nó nó không thể nào là nắm chùm nữa các bạn hồi xưa là SNS là nắm chùm không khách nào mà muốn xài bột nhúng á là gọi điện thoại vô hỏi là à, có bột nhúng hiệu SNS không đó có nhiều tiệm nail họ không xài hiệu SNS các bạn tại vì nó rất là mắc các bạn nhé một cái hũ liquid của nó thôi đó nó rất là mắc các bạn ok thì à, bây giờ là các bạn biết là tại sao nó có rất là nhiều giá rồi coi thì cái hũ bột bột mắc nhất ấy, là của OPI các bạn và cái hũ cái hũ mắt thứ hai là của SNS cái hũ ANC nữa khá là rẻ ok rồi cái hũ Cusio này của nó cũng khá là rẻ luôn ok và mấy cái hũ bột DND này nó nó cũng khá là rẻ luôn các bạn ok đó cho nên các bạn biết là tại sao mình mua nhiều hiệu rồi nhưng mà nhưng mà mấy cái công ty này nó có một cái chiêu gọi là phá giá các bạn có nghĩa là khi mà các bạn mua nguyên một bộ đó thì thường thường một cái bộ màu của nó đó là 200 chai các bạn tương đương tầm 3.000 đô la cho một bộ màu thì nếu như mà các bạn mua hết nguyên một cái bộ bộ màu này á là họ sẽ tặng cho các bạn một cái máy treo à, một cái máy treo này ha à, cái máy treo này hồi đó cũng gần 150 180 đô la một cái máy treo các bạn nhưng mà nếu như mà các bạn mua một bộ á, thì họ sẽ tặng cho các bạn một cái máy treo này tương đương với lại là à 200 đô la tiền tiền mặt các bạn ha. Thì à, mấy công ty này cũng vậy các bạn, nếu mà như mà các bạn mua nguyên một bộ này á thì họ sẽ tặng cho các bạn chẳng hạn như là lotion hay là cái gì đó không? Chưa phá giá mà. Cho nên các bạn sẽ biết mình là tại sao mua nhiều hiệu. Nói chung tất cả những cái hiệu này á nó đều giống nhau cả nó không có gì khác nhau chứ, cũng cũng là bột thôi các bạn. Thì à, giá cả thì hơi khác. Ok. Đó chính là lý do tại sao mình lại có rất là nhiều rất là nhiều à, cái hũ uh, bột vào. Ok. Thì bây giờ qua tới phần là uh, liquid các bạn. Thì các bạn biết không, đây là đây là bột nhúng thì nó sẽ có những cái chai giống như vậy. Nó có chai số 1, chai số 2 và chai số 3. Ok. Thì uh, thường thường các bạn biết không, hồi xưa công ty SNS đó, là cái công ty mà bột nhúng á một cái chai như vậy hồi xưa nó bán là 12 đô la một chai như vậy các bạn. Một cái hũ này nó bán là hai mươi mấy đô la một hũ, hơn một cái chai nó bán là 12 đô la. Ok cái thời kỳ gọi là là huy hoàng đó. Thì uh, nó khá là mắc các bạn tại vì khi mà các bạn cầm cái chai là lên mà mà các bạn rớt á là coi như là mất 12 đô la. Ok. Và cái chai này của SNS á khi mà các bạn mở ra nó nó rất là cứng các bạn, nó nó hay bị khô quá Ok. Thì uh, những cái công ty sau, sau này ra đời chẳng hạn như là công ty NV nè, đó. Thì uh, các bạn biết những cái công ty NV nè không? Đó, đây NV nè, đó. Các bạn thấy không? Thì uh, hay là Cosmo nè. Những cái chai này nó bán có 6 đô la một chai các bạn, 6 đô la một chai. Thấy không? Nó quá rẻ đi. Đó. Số 2, số 3, 6 đô la một chai. Hồi xưa những cái chai như vậy nó bán là 15. Thì uh, nói chung là bây giờ bên thị trường uh, bên Mỹ nó đang sốt một cái gọi là bột nhúng các bạn. Nhưng mà nhưng mà bây giờ á hồi xưa là hồi xưa là công ty SNS là công ty đầu tiên chế tạo ra bột nhúng. Bây giờ nó có công ty ANC công ty OBI, công ty Cusio, D&D, NV trời bây giờ quá trời công ty luôn thì bây giờ là cạnh tranh rất là nhiều bạn. Thì những công ty này họ phải giảm giá từ 22 đô la một hũ. Bây giờ xuống còn 15 đô la một hũ và bây giờ xuống còn 8 đô la một hũ. Bây giờ người Việt Nam chơi phá giá còn 6 đô la một hũ các bạn. Ha <laughs> Nó quá là rẻ đi. Ok. Thì uh nhưng mà bây giờ bây giờ những công ty này họ phải cạnh tranh như thế nào có nghĩa là họ phải làm cho cái bột cái bột này giống như bây giờ cái công ty cái công ty OPI này á, nó 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 có nước sơn OPI thì họ phải làm cho nó cho cái nước sơn này với bột này giống nhau nếu mà không giống nhau là coi như là các bạn thua trong cái cuộc chơi này rồi chẳng hạn giống như đây là cái hũ đây là cái hũ đi DC đúng không đây là bột màu treo thì cái công ty này họ phải tạo ra một cái màu treo một cái màu thường và một cái màu bột nhúng Đó bạn thấy không Họ phải tạo ra một cái màu bột giống như vậy Có nghĩa là ba trong một ha à, Vậy mới là cạnh tranh lại Nhưng mà giá phi rẻ nha các bạn Các bạn biết không? hồi xưa Hồi xưa mỗi một lần mà khách nó gọi vô nó hỏi là có bột nhúng không Thì à, mình nói có Họ hỏi là có bột SNS không Họ chỉ thích xài SNS thôi Nhưng mà cái bột này nó rất là mắc các bạn Cho nên mình không có mua nhiều ha à, thì mình mua như vậy đó Thì cái bột này nó sẽ không có giống như màu với treo và màu thường các bạn Ok Nhưng mà nếu mà mình mua hết nguyên bột bộ SNS này nó khá là mắc các bạn Gần 3 bốn ngàn đô Ok Thì những cái công ty sau này nó ghe chẳng hạn như là D&D Không Họ ghe bột treo với màu thường là ba ba màu luôn Bột bột nhúng nè treo nè và màu thường luôn ba trong một họ bán cho mình nguyên một set luôn giá rất là rẻ mà họ lại tặng nếu mà mua các bạn mua nguyên một bộ họ tặng đèn led tương đương 200 đô la đó thì đó lý đó là lý do tại sao các bạn thấy mình có rất là nhiều hiệu luôn tại vì những cái hiệu sns này bây giờ mình không có mua nữa các bạn tại vì nó nó khá là à, xưa rồi không bây giờ là người ta thích mấy cái hiệu mới hơn chẳng hạn như là NV các bạn, không? NV, không? Công ty này nó mới ra, nó ra mấy cái màu đẹp. Các bạn nhìn nè. 3 trong 1. Vừa nhúng, vừa deep, vừa đắp, nói chung là làm cái gì cũng được, thấy không? Mà màu nó ra đẹp bạn. Giống như mấy cái hũ SNS này á, nhiều khi các bạn đắp á, nó bị uh, phai màu, nó không ra màu, không? mấy cái hũ nói chung là cái gì mà nó ra sao á thì nó cũng tốt hơn những cái ra mới tại vì công công ty SNS uh, là công ty đầu tiên ra đời về bột dúng mà cho nên uh, cái, cái 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 gọi là cái chặt tiết cái cái công thức của nó nó không được xịn như cái cái công ty bây giờ có thấy không đó cái công ty uh, Kiara Sky nè không bây giờ nó ra quá là nhiều màu đẹp luôn đó Envy không Crucial, đó bây giờ ở bên thị trường bên Mỹ là người ta chuộng là cái gì DND, đó rẻ hàng cái gì mà rẻ là là việt nam thích rằng không phải không đi đi rẻ quá trời bây giờ không mấy tiệm nail là mua đi đi không thì thứ nhất đó, nó rẻ không mua mua mắc quá tốn tiền lắm mà mua vui một bộ cũng gần ba bốn ngàn các bạn nhé bây giờ các bạn thử tưởng tượng đi một bộ đi đi là ba ngàn một bộ cushion là ba ngàn nguyên cái nguyên một cái deep này thôi đó là bốn bộ các bạn nếu mà các bạn mua hết mua hết bốn bộ luôn á là gần 12.000 đô la là 12.000 đô la đó các bạn nhé cái đó là mình chưa tính bên Đức Sơn nha Ok bên Đức Sơn là là, là tính khác nha bên bột là tính khác nha đó nội mà các bạn mua cái dĩ bột thì thôi đó nguyên một bộ của đó luôn á Đấy không SC nè nếu mà các bạn mua hết bộ của luôn á là là mấy ngàn mấy ngàn á cái kệ này mà nó sập xuống một cái là tốn nha mười mấy ngàn các bạn Đấy không đó cho nên các bạn sẽ hỏi mình là anh Nhân ơi xài bột nào nó tốt nó thật sự bây giờ á, Cái bột nào nó cũng tốt chứ Các bạn cứ lựa cái bột nào mà nó rẻ là được rồi Không Mình mình đi ra tiệm để supply cái nào mà nó rẻ là mình mua bạn Không Chẳng hạn giống như các bạn thấy không? Mình mình mua cái hũ này Cái hũ này mình mua là 22 đô la Nhưng mà mình deep á, Thì mình dẫn lời các bạn Mình dẫn lời Trong khi đó cái hũ này mình mua bao nhiêu có 10 đô la 8, 9, 10 đô la bạn Mình dip, mình lợi, mình lợi nhiều hơn Đó, thấy không? Quá lợi các bạn Thì ở đây nó có khá là nhiều sự lựa chọn cho các bạn là Bây giờ là Cushio nè Cushio nè, D&D nè, không? Quá trời hiệu luôn Đó, bạn thấy không? khách nó vô là là màu gì cũng có chứ á nhưng mà có nhiều khách họ muốn cái màu treo với cái màu bột nó giống nhau thì đi đi là một công ty nó 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 rất là giống nhau các bạn mấy công ty bây giờ á nó nó phải làm cho mấy cái màu giống nhau mới mới, mới ăn tiền được nha các bạn đó quá trời luôn thấy không công ty kia Sky cũng có rất là nhiều màu giống nhau các bạn họ hầu như là bây giờ công ty nào nó cũng làm màu giống nhau hết trơn á có nhiều khi họ làm hai cái màu nó không giống nhau các bạn Mặc dù là chung mã số, không chung tên luôn nhưng mà hai cái màu nó nó hơi khác uh, khác nhau tí xíu nha. Thì đó chính là cái sự chia sẻ của mình về uh, bột nhúng các bạn. Còn nếu mà các bạn thích bột nào thì cứ xài thôi. Hồi xưa cái công ty uh, No này cũng rất là nổi luôn các bạn, No à, bây giờ thì uh, nó hết rồi, nó hết nổi rồi. Thì đó là sự chia sẻ của mình về uh, bột, nếu như mà các bạn nào thích thú về uh, cái ngành nail này tại Mỹ thì các bạn hãy để lại comment cho mình. Và mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn coi. Hẹn gặp các bạn trong video clip lần sau nhé. Bye bye các bạn.